Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với cái channel của mình. Và hôm nay mình đang ở phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam. Bây giờ mình đang mới bắt đầu vào phố cổ Hội An, và mình làm cái channel này để cho các bạn, những ai mà chưa đi phố cổ Hội An, thì các bạn mình biết được là cái Hội An nó như thế nào và cái phố này nó như thế nào. Các bạn thấy nếu như clip này ok thì các bạn nhớ subscribe kênh, chia sẻ thật nhiều cho mình. Cảm ơn các bạn đã nhiều, và bây giờ mình mời các bạn đến với phố cổ Hội An nhé. Con phố này là phố người Việt mà sao toàn người Tây không nhỉ? Đây là những cái ngôi nhà cổ các bạn. Ở đây có một anh bán kem ống đấy. Che một cây, che một cây. Đây là kem ống trên phố cổ Hội An nha các bạn. Đây của em Minh có một cây. Đây là mình đang ăn kem nhé. Bây giờ mình tiến vào cái phố đi bộ và xe công động cơ nha. Phố này 80% là Tây các bạn. Nó chỉ là cái phố này nó chỉ đẹp bằng những cái lồng đèn thôi, còn lại nó về những cái ngôi nhà hai bên là nhà cổ, còn lại mình thấy nó cũng bình thường, nó chẳng có cái gì nó đặc biệt ngoài hai bên đường là nhà cổ và lồng đèn. Và đây là con phố thứ hai nha các bạn. Và có một cô Tây này, cô này cô tầm khoảng 14-15 kg gì đó thôi. Đây là con phố thứ hai nha. Ừ,
vé rồi. Vé máy bay hả? Tối mai á. Vé máy bay hả? Rồi dạ, rồi phải cho đường xe về hả? Qua wow, có một cặp đôi rất là lạc mạn nè. Đấy. Wow. Ờ, đây là quán này của Tây luôn này các bạn ơi. Quán này là Tây, Tây hết luôn nè, xe phục vụ người Tây luôn. Và trong quán này thấy là toàn là Tây. Con phố này nó cũng không có cái gì khác lạ lắm so với con phố ban đầu mình vào. Và nên mình sẽ chuyển qua con phố khác các bạn nhé. Và đây là một chiếc cầu. Và hình như là người ta đang thả đèn rất là nhiều, gọi là con phố hoa đăng thì phải, mình nghĩ là vậy. Như là đèn. Wow, con phố này rất là tráng lệ các bạn ạ, rất là đẹp, con phố này rất là đẹp. Và mình sẽ qua bên con phố đó các bạn nhé. Mình sẽ tiến hành đi qua bên con phố đấy. Ok nhé, bây giờ mình mời các bạn đi cùng mình đi qua con phố bên này để xem cái vẻ đẹp của con phố bên này như thế nào. Những con thuyền trên sông rất là đẹp. Ngọc đồ đâu rồi? Nhanh lên con lạc bây giờ, anh đi tới coi con. Bây giờ mình tiếp theo là một con phố tráng lệ khác. Đây là con phố này, mình thấy là nãy giờ mình thấy con phố này nó rất là hoành tráng, nó hoành tráng nhất.
Và đây là con phố bán hàng lưu niệm nha. Rất nhiều đồ lưu niệm. Kingdom.